Xin chào mọi người. Hôm nay thì em mới được xuất bán một đàn cún poodle màu mơ sáng nhá. Và trong này có một bé rất đặc biệt, đó chính là bé mũi hồng mắt xanh, chân siêu lùn luôn. Thế quay video cho mọi người xem. Đàn này thì em có ba bé nhưng mà có hai bé có được hạt hai bé mũi hồng mắt xanh luôn nhá. Mũi hồng mắt xanh như thế này thì sau này các bạn ấy mũi các bạn ấy sẽ vẫn là màu hồng chứ không phải là màu trở thành màu đen nữa. Còn một em kia thì là mũi đen rồi. Không biết là quay lên nhìn có rõ không? Lông rất dày. Màu này là màu mơ sáng mọi người nhé. Đây còn em này mũi đen này. Em mũi đen duy nhất trong đàn. Chân lùn lắm. Đây cái đàn này là cái đàn mà em thấy chân nó ngắn quá nên là em cạo luôn cái lông bàn cho nó để nhìn chân nó càng xinh hơn nữa. Lý do vì sao em thường khuyên mọi người là khi mà mọi người cho đi spa cắt tỉa hoặc là tự cắt tỉa nhà mà ở nhà có tông đơ ấy thì mọi người nên cạo lông bàn cho nó nhé. Thứ nhất là để cho cái phần bàn chân nó được sạch sẽ hơn thì bé đi lại cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu mà để cái phần lông của poodle nó sẽ mọc tràn ra tận cái chỗ mũi chân ở đây cơ. Đấy. Thì nếu như mọi người để cái lông chân như thế thì đi ở cái nền đá hòa nó hay bị trơn, dễ bị ngã hơn. Thứ hai là cái phần lông mà nó cứ xồm xoàm nó xù ra như thế thì nó rất là dễ bẩn. Đi ở nền nó rất là dễ bẩn, nhưng nếu mà cạo hẳn đi như này thì nó chỉ còn mỗi cái bàn chân thôi. Đấy. Đây, em cạo hết cái phần đến chỗ hết một cái bàn chân của nó luôn này. Bốn chân này đều như thế, đi lại nó đỡ bị trơn mà nó rất là sạch sẽ. Mà nhìn chân nó xinh ấy, chân nó ngắn ấy, trông đáng yêu lắm. Đàn này chân cũng đã ngắn sẵn rồi nhưng mà em cạo đi để nhìn chân nó càng xinh hơn nữa. Đấy, các bạn này có hai bé mũi hồng mắt xanh luôn nhá. Màu rất là đặc biệt. Mọi người lưu ý là khi mà chọn cái màu mơ sáng này thì hôm nọ em có một chị khách, chị có nhắn tin cho em, chị bảo là chị đón bé màu mơ, màu cũng tương tự như màu con này nhưng mà bây giờ nó lớn lên nó thay lông hơn rồi, màu lại nhạt hơn rất là nhiều, gần như kiểu màu trắng kem ấy. Đấy thì mọi người sẽ thấy là cái phần chân lông của những bé mơ sáng như này này, màu nó sẽ rất là sáng, nó gần như là màu kem luôn chứ nó không phải là màu vàng như ở phần đỉnh lông. Nên là mọi người cũng lưu ý là sau này khi mà các bé thay lông ấy thì màu nó sẽ nhạt hơn, nó trắng hơn bây giờ rất là nhiều nhá. Em cũng phải nói rút kinh nghiệm từ chị khách đấy nên em cũng phải tư vấn cho các anh chị luôn là những cái bé màu mơ sáng như này thì nó sau này màu nó sẽ nhạt hơn chứ nó không phải là cái màu vàng như này nữa. Còn những anh chị nào mà thích cái màu kiểu màu vàng mơ ấy, thì mọi người phải chọn cái màu mơ đậm, nó sẽ vàng đậm hơn như này thì nó thay lông nó nhạt hơn là vừa. Còn đàn này là mơ sáng nhưng màu này rất là xinh, nhìn kiểu sang chảnh tiểu thư nhỉ, mà chân lùn thịt luôn, béo cực này, nhìn lùn không? Đáng yêu ấy. Ừ, con này này. Ê. Dầu, con này xinh nhất này. Con này ngực rất to nhá, ngực rất rộng nhá. Quay từ trên xuống là nhìn nó xinh không? Từ cái góc nhìn của mình thì nó xinh mãi luôn ấy. Con này xinh nhất. Yêu và đít vào hộp giật mình. Ê, em rất là một xinh xinh đó, mông nó để cho nó phải đi siêu lùn, những bé chân lùn này. Em thực ra em rất là thích kiểu chân lùn mà cũng nhiều khách hàng cũng hay thích chân lùn ấy. Nhưng mà cũng có nhiều khách thích phải cao dàn thang máy cơ. mình thích chân lùn, nhìn nó béo đáng yêu. Mọi người mà yêu thích các bé cún poodle ấy thì hoặc là không thích màu như này mà thích màu khác ấy thì cứ nhắn tin cho em nhá. Em có rất là nhiều đàn nữa nhưng mà em chưa thể quay video lên đây hết được. Thì em sẽ gửi video riêng từng bé cho mọi người chọn nhé. Xin chào mọi người.